Anh ơi làm sao để quên người tình đơn phương ạ? Câu trả lời cho Minh Hoàng, em ơi không có cách, mà mỗi ngày thường nó đậm hơn, nó đau hơn. Tại vì cái chữ quên để anh giải thích cho em, và rồi anh nói tại sao không không cần quên và không thể quên, nhưng mà em vẫn có thể hạnh phúc mà không cần quên. Câu trả lời về cái chữ quên, em biết mỗi cái sự kiện mà có tính chất tổn thương, khi mà nói chữ tổn thương có nghĩa rằng nó đã là một cái phần trong trí nhớ, và về mặt khoa học á, thì nó là những cái kết nối thần kinh đã được tạo ra. Tại vì khi mà gọi là biết nó hay là nhớ thì có nghĩa rằng kết nối thần kinh của cái sự kiện đó đã xảy ra. Và nếu như cái kết nối đó xảy ra mà có tính chất mà em bị đau á, thì có nghĩa rằng ở những kết nối đó nó tiết ra rất nhiều những cái chất truyền nhiễm thần kinh bất lợi. Giả sử như norepinephrine, giả sử như epinephrine, giả sử như adrenaline, giả sử như cortisol, và không phải chỉ ở những kết nối đó không, mà cái tuyến yên á, nó sẽ nói cả cái dàn nội tạng của em á, tiết ra những cái hormone, những cái chất tương ứng như vậy. Đó lý do tại sao mà cái người đau á, người ta nói là em đau ở trong bụng, em đau trong ngực, em đau trong ruột, em đau trên thân khi mà bị tổn thương á. Ok, thì cái chữ quên nó là như thế này nè, vì những cái kết nối thần kinh đó đã được tạo ra, và nó có những cái chất truyền nhiễm thần kinh ở đó được tiết ra để cho em cái cảm giác đó đó, cái cảm giác đau đớn mà em nói em muốn quên đó. Cho nên rằng nó sẽ nhanh chóng đi vào cái phần gọi là hippocampus. Hippocampus là cái phần mà gọi là long term memory. Tức là nó sẽ móc thêm một cái sợi dây nó để vào trong đó, và những cái neuron trong đó bắt đầu nó nối. Và ở đó em nhớ lâu hơn, tại vì long term memory nó nhớ rất là lâu. Cho nên những cái mà nó đi kèm với cái cảm xúc mạnh á, bởi cho nên là những cái mà tình yêu đầu đời hay là sự tổn thương đau đớn, bị tác vào mặt, bị chửi rủa gì đó, những cái cảm giác người ta gọi là sốc á, tại sao nó nhớ rất là lâu, là vì nó đi vào hippocampus, là cái phần mà nó lưu những cái thứ lâu. Và cái cách nhớ của những cái thứ ở trong đó là như thế này nè, mỗi lần em nhớ tới nó thì coi như em vừa mới làm nó xảy ra lại. Anh giả sử như một sự kiện xảy ra cách đây 10 năm, nhưng mà ngày hôm nay em nhớ lại nó thì không phải là em nhớ về 10 năm trước, mà là em nhớ lại ngày hôm qua. Là tại vì anh hỏi em cái lần cuối cùng mà em nhớ về nó là lúc nào, em nói dạ ngày hôm qua, mới 12 giờ đêm ngày hôm qua, sáng nay em vừa tỉnh dậy 7 giờ em lại nhớ nó. Thì anh nói cho em nè, em không phải nhớ sự kiện 10 năm, mà em nhớ lại ngày hôm qua, tức là nó mới xảy ra với em ngày hôm qua. Tức là cái cách mà chúng ta gọi là nhớ đó là chúng ta nhớ lại cái lần cuối cùng mà chúng ta nhớ về nó. Và nếu như một tiếng đồng hồ nữa em lại nhớ, thì có nghĩa là em lại nhớ lại cái thời điểm 7 giờ sáng ngày hôm nay. Và nó cứ như vậy mãi. Chính vì vậy cho nên là cái sự kiện nó có thể sai đi. Đó lý do tại sao sau thời gian người ta kể lại đó, người ta hay gọi là bị thêm mắm thêm muối. Là tại vì mỗi lần như vậy đó, nó lại khác đi tí xíu. Cho nên sau 10 năm mà lúc kể lại đó, thì người ta nói là thường cái thực tế nó chỉ khoảng 50% thôi. Nó bị điều chỉnh bởi mỗi lần nhớ như vậy đó, chúng ta lại kể nó lại sai lại. Chúng ta lại thêm tí xíu cái mắm muối vô. Cho nên là qua thời gian nó bị sai đi về độ trung thực, về cái nhận định và bản chất của nó. Nhưng mà cái cảm giác nè, nó cứ như vậy mãi. Và em không quên được qua thời gian. Đó phải, em sẽ nhớ mãi. Và em vẫn sẽ cảm giác như cũ. Cho nên là cái cách để mà mình lành, tức là không bị khó chịu, không cần quên, mà chỉ cần lành. Và để lành được, không tự nhiên mà lành, mà phải có sự tập luyện, đặc biệt với những cái tổn thương. Cho nên anh khuyến khích em tìm hiểu theo cái hướng là thay vì làm sao để quên người tình đơn phương, thì nên là làm sao để mình lành. Tại vì khi em lành, cái quan trọng nè, không phải chỉ là em hết đau, mà cái chuyện đó, cái sự kiện đó thành cái bài học, và em trở nên thông thái hơn, em trở thành một cái người gọi là đẳng cấp hơn, em trở thành một cái người biết sống hơn. Và cái quan trọng nè là từ đó trở đi em bắt đầu hạnh phúc hơn và có những cái mối quan hệ chất lượng hơn. Nó không còn bị tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng rầu muốn chết, người yêu có biết không, em yêu anh từ lâu, đại loại vậy đó, nó không nhớ cái lời đâu. Nhưng mà nó em chỉ cần lành chứ không cần là phải quên đi, tại vì không thể quên. Mà khi em cố quên là khi lòng nhớ hơn. Đã biết bài đó không? Khi từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên. Tưởng gì câu sau khác ngay. Tôi gì? Khi nhớ, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Thấy hai câu đó nó mâu thuẫn không? Thời gian không có là thuốc tiên đâu em. Em thấy không? Tiên gì? Thuốc độc. Chết thêm. Phải làm cho mình lành em nhé. Cho nên không cần
Phải quên, chỉ cần lành. Yêu nhau cùng công ty, bọn em từng gặp một hai lần, bà mẹ cùng công ty mà gặp nhau từng có hai lần, một hai lần thôi hả? Ở ngoài, kéo dài liên tục trong vòng 8 tháng, đều nờ vờ, đều như vậy, chắc là ca hơn, ca kém, không hơn, không kém. À, tức là ý em nói là liên tục tuần hai lần, một lần, hai lần gặp nhau, 8 tháng như vậy, không hơn, không kém. Em thấy anh ý không dành cho em lắm, thực ra ngay từ đầu luôn á. Rồi, em thấy anh ý không dành thời gian cho em lắm. Thời gian đầu em còn nói thì anh ý cũng có đáp ứng việc gặp em tuần hai lần. Trời ơi, em phải nói nữa. Em ơi, người đàn ông này không có rung động với em. Dần dần em không nói nữa, anh ý cũng không chủ động hẹn nữa. Em ơi, đó là dấu hiệu rất là rõ luôn á. Anh biết sao ra 8 tháng được. Thực ra chỉ từng tuần hai tuần là thấy rồi. Em thấy anh ý THK ở nhà chơi game hơn. À, thường ở nhà chơi game hơn. Em thì không thích. À, anh ấy thích ở nhà chơi game hơn. Em thì không thích ông ý chơi game lắm. Em luôn thích dành thời gian cho bản thân nhiều hơn thì sao ạ? Em ơi, nó chỉ đơn giản anh ta không có tình cảm với em thôi. Còn em lại là một cái cô gái mà ở đó cố gắng đeo đuổi một người đàn ông không có tình cảm với em, nó chỉ có vậy thôi à. Đó là cái duy nhất giải thích được tại sao ngày hôm nay ra 8 tháng và em nói là kéo dài liên tục trong cái trạng thái em vừa tả. Cho nên đơn giản là anh ta không có tình cảm với em. Còn em á thì lại là không biết sao trong cái giá trị của em và cái sự thăng bằng của em không có, để rồi em lại đeo đuổi và hy vọng ở một người không yêu mình. Hy vọng là anh ta yêu mình. Anh ta chỉ là không có tình cảm và đang tuột dần cái yếu ớt ít ỏi đó. Anh đoán là quan hệ tình dục riết rồi nó tuột thôi chứ không gì hết trơn á. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã kém rồi em nha. Còn bây giờ thì nói thật nó quá rõ rồi, 8 tháng còn mẹ gì nữa. Cái lý do mà em đeo đuổi là vì em đang bị phụ thuộc, nó mới ra cái đeo đuổi. Còn người phụ nữ không phụ thuộc mà người đàn ông như vậy, hiển nhiên nó không thành mối quan hệ. Em thấy không, tại sao cái thằng cha hàng xóm á cũng tương tự như vậy, nhưng mà em lại không phụ thuộc cha hàng xóm đó. Em là không chạy qua kêu ảnh là anh phải đi chơi với tôi. Em cũng không quan tâm là anh ta có chơi game hay không luôn. Là vì em không có phụ thuộc cha hàng xóm. Nhưng mà cái ông này em đã phụ thuộc, cho nên em lại mong ở đó là anh ta phải đi chơi. Và em nói với anh ta. Và rồi em không nói anh ta không đi chơi, thì em lại ngồi em lại là bây giờ em nên thế này thế kia. Hiểu ý em nói không? Cho nên nó chỉ là cái trạng thái bên trong của em là đang tổn thương, nó thốt lên thôi. Còn bản chất mối quan hệ là đã tiêu rồi. Và ở trong cái phiên bản của em rất nên coi lại. Anh khuyến khích em cho mình cái kiến thức và bắt đầu thay đổi bản thân đi. Tại vì nếu không á nha, 10 lần trả lời livestream 10 năm sau cũng sẽ không tốt hơn. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó là hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.